Xin chào các bạn. Trong video lần trước thì mình đã test hoàn thiện cái mẫu phim Ryan chuyển màu cam từ cái màu cam đậm sang màu cam trong suốt. Thì trong video hôm nay mình sẽ giới thiệu với các bạn một cái mẫu mới mình nhận được yêu cầu test từ phía khách hàng, là mình sẽ test cái độ chuyển của Ryan mà nó sẽ có những cái chấm bi từ đậm nhạt, từ đậm màu đậm ở đây chuyển chấm bi thưa dần và chuyển dần lên đến trong suốt. Thì với yêu cầu của khách hàng bên mình đưa ra là đầu tiên là mình phải điều chỉnh được cái độ chuyển, tức là cái phần màu đậm không có chuyển và cái đoạn chuyển sắc cũng như là cái đoạn trong suốt của cái phim. Thứ hai nữa là điều chỉnh được cái hạt chuyển ở đây, là nó sẽ có hạt trắng to, hạt trắng nhỏ, thì mình làm sao để mình điều chỉnh được cái độ chuyển của cái hạt theo yêu cầu để nó sẽ hiển thị được cái hiệu ứng là khi mà cái hạt tràn nhỏ thì cái việc nhìn xuyên qua nó sẽ thấp, còn đối với hạt to thì nhìn xuyên qua nó sẽ dễ hơn đó. Và cái yêu cầu thứ ba là về vấn đề màu sắc, thì như các bạn thấy ở đây là một cái màu phim trắng chuyển sắc, nhưng mà mình sẽ điều chỉnh sang một cái màu khác bất kỳ theo cái thiết kế hay là theo cái màu nhận diện từ phía khách hàng ở bên mình yêu cầu và cung cấp. Thì để cho các bạn dễ hình dung hơn, mình sẽ đi vào một cái quy trình, mình sẽ test cụ thể từng cái hiệu ứng khác nhau. Sau đó thì mình sẽ dán thử lên trên kính nha, để các bạn dễ hình dung được là những cái option mình test như vậy thì nó có cái sự khác nhau như thế nào. Hạt to thì sẽ như thế nào, hạt nhỏ thì sẽ như thế nào. Và mình sẽ đưa cho khách hàng duyệt cái mẫu cuối cùng trước khi bắt đầu mình tiến hành để mình in ấn hoàn thiện những cái đơn hàng của khách. Thì để xử lý được cái yêu cầu này của khách hàng bên mình đó, thì đầu tiên đó là mình cần phải xử lý được cái phần cái file thiết kế. Thì cái file là mình sẽ điều chỉnh cái phần kỹ thuật về màu sắc, về cái độ chuyển. Cụ thể trên cái file khách mình đưa ở đây thì các bạn có thể thấy nè. Đó, mình sẽ điều chỉnh những cái hạt chấm bi. Như bên mẫu bên trái đây là option bên này, option bên trái là cái hạt chấm bi nó sẽ to. Còn bên phải thì nó sẽ nhỏ hơn. Đó các bạn thấy. Bên phải là những cái hạt chấm bi nhỏ hơn. Rồi còn tổng thể á, thì có thể là mình có thể điều chỉnh bất kỳ theo cầu, là cái phần này là phần không có chuyển, phần này là màu đậm nha. Màu đậm bắt đầu từ cái đoạn này trở lên thì nó mới chuyển dần đến trong suốt. Option thứ nhất, còn option thứ hai thì cái phần màu đậm sẽ cao hơn và cái phần chuyển nó sẽ ngắn lại, cùng với cái phần chấm bi thì nó sẽ nhỏ hơn. Đó thì đây là cái kỹ thuật, nó sẽ có cái định dạng là vector như thế này. Đó, thì với cái định dạng này thì mình có thể điều chỉnh nè, những cái hạt này to nhỏ bất kỳ, đó có thể điều chỉnh được hết. Rồi kể cả vấn đề về màu sắc nữa, ví dụ như mình không thích thì mình có thể đổi qua cái màu khác các bạn. Nó ví dụ như mình chỉnh màu của thương hiệu màu nào thì mình chỉnh cái màu đó thôi. Nếu mình không thích thì mình có thể chỉnh sang màu xanh, các bạn thấy đơn giản không? Nó thì quan trọng ở trong bước này là mình phải điều chỉnh được cái độ chuyển và cái độ mịn của cái phần chuyển sắc của Ryan, của cái phần chấm bi. Thì cái bước thứ hai là bắt đầu mình sẽ tiến hành mình in test mẫu của cái hiệu ứng mình mới vừa làm cái file kỹ thuật xong. Thì đặc biệt đặc thù riêng của cái dòng màu phim Ryan này thì bắt buộc là mình phải in trên cái vật liệu là trên nền trong suốt nha các bạn. Thì trên nền trong nó sẽ cái phần trong suốt là nó sẽ giống như cái phần kính. Còn cái phần màu sắc á, thì nó sẽ thể hiện lên trên cái phim trong. Thì khi mà thi công dán lên kính á, là mình sẽ nhìn giống như cái kiểu hiệu ứng giống như là mình đã in trực tiếp lên trên cái bề mặt kính á. Nhưng mà thật ra là cái đó là mình dán cái phần phim mình đã in lên trên. Tiếp theo là mình sẽ tiến hành mình in mẫu cái file mình vừa làm xong á, lên trên cái vật liệu. Thì với đặc thù của những cái design, những cái hiệu ứng như thế này á, thì bắt buộc cũng phải sử dụng cái vật liệu đặc biệt riêng luôn các bạn. Đó chính là mình sử dụng cái vật liệu là phim trong suốt như thế này nha. Thì với nền trong mình sẽ gỡ tách cái lớp đế ra để các bạn xem cái độ trong suốt của nó nè. Nó thì vật liệu này là nó trong suốt, trong quang học á, nó trong như kính á, thì để khi mà mình thi công lên trên cái bề mặt kính thì có là nhìn nó sẽ không có thấy được cái phần vật liệu luôn, thì nó chỉ còn lại cái phần họa tiết in trên cái nền phim. Nó thì nó tạo ra cái hiệu ứng giống như là mình in trực tiếp lên trên cái mặt kính, mặc dù là mình thi công mình dán cái phim mình lên. Đó thì nó là một trong những cái ưu điểm của những cái dòng phim phim mà in chuyển sắc như mình sử dụng vật liệu này.
Tiếp theo mình sẽ in thử. Đây là cái bản in test mình mới in xong nha các bạn. Thì ở đây nó sẽ có những cái option nè. Ở đây là các bạn thấy là hạt này là hạt nhỏ nè, chuyển độ chuyển ít nè, tới hạt to hơn và độ chuyển cao hơn, và hạt option to hơn nữa và độ chuyển dài hơn nữa. Còn bên đây là hạt siêu nhỏ luôn. Hạt này hạt chuyển rất là mịn, và cái tông màu mình điều chỉnh qua cái tông nhiều tông màu để cho khách hàng mình dễ lựa chọn luôn. Đó, thì những cái với những cái yêu cầu này mình đều có thể điều chỉnh theo yêu cầu khách hàng đưa ra. Và bây giờ tiếp theo là mình sẽ tiến hành mình dán dán test tấm phim này lên trên cái kính luôn, để các bạn sẽ dễ hình dung về cái độ chuyển, về cái độ trong suốt của vật liệu phim, và để mình dễ dàng mình so sánh những cái hiệu ứng của phim khác nhau. Đó. Mình vừa dán xong cái phần mẫu mình đã in test, các bạn có thể dễ hình dung trên kính nè. Thì mình sẽ kiểm tra lại những cái phần độ chuyển của màu sắc nè. Ở đây là cái phần hạt nhỏ nè, hạt này là hạt vừa và độ chuyển cao hơn. Ở đây là hạt to hơn và độ chuyển cũng thưa hơn nữa. Còn bên đây là hạt siêu nhỏ, điều chuyển rất là mịn. Thứ hai là cái việc mình sẽ check lại cái phần màu sắc. Thì ở đây mình sẽ có nhiều cái tông màu ở cho khách hàng dễ lựa chọn khi mà mình đã test mẫu. Đây là cái mẫu bên mình test kỹ thuật để bên mình kiểm tra những cái hiệu ứng về màu sắc, về độ chuyển, và sau đó mình sẽ in một cái bản tương đồng và mình sẽ gửi để cho khách hàng có thể xem trực tiếp cái hiệu ứng trên cái chất liệu. Và khi chờ thông tin phản hồi khách hàng thì khi nào duyệt mẫu thì mình sẽ tiến hành in sản xuất hàng loạt cho cái đơn hàng này. Trong quá trình sản xuất thì mình sẽ làm theo những cái video tiếp theo. Trong cái phần phim Royan duyệt sắc này thì các bạn có thắc mắc, các bạn cứ để lại comment bên mình sẽ hỗ trợ tư vấn giải đáp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.